Đây là dưới tràng pháo tay thật lớn đó giúp cho Thanh Tùng chào đón cho phần trình diễn của một ca sĩ được mệnh danh hứa thật nhiều, thề dữ lắm. Lời thề một, lời thề hai, lời thề ba, lời thề nào cũng ăn khắc hết trơn. Và ca sĩ có gương mặt rất hiền, thể gái dữ là tên, gái dữ là tên. Giúp Thanh Tùng tràng pháo tay cho phần trình diễn của nam ca sĩ Vương. Lớp tiếng lớp xin chào và chào đến tất cả các cô chú chị bạn có mặt trong buổi tối hôm nay để chào kính chào và thầy thương nhé. Nhân dịp đầu năm mới, lòng xin được kính chúc là tất cả các cô chú bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Cũng như thầy Tùng nói, lòng rất là dễ thương con gái, cho nên chắc lẽ là đầu cho nó quen thuộc lắm. Ngày xưa em thề làm chi? Ngày xưa em thề làm gì? Ngày xưa đâu yêu người, tôi đâu phải đâu như ngày nay. Mà tôi yêu em nào hay, mà tôi yêu em nào biết, trái tim tôi như người đến biến không.
Thank you. Xin chào.